Ngày 26 tháng 11 năm 1992, Manchester United chấp nhận chi ra 1,2 triệu bảng nhằm đổi lại sự phục vụ của một tiền đạo. Đó là cái tên khiến cựu tiền vệ quỷ đỏ Lisa phải tức điên lên nói lời cay nghiệt. Gã đó đúng là một tên côn đồ. Manchester United đang làm cái quái gì vậy? Sự nghi ngại khi ngôi sao đó cập bến Old Trafford vốn đã xuất hiện vào thời điểm ban đầu của vụ chuyển nhượng. Nhưng rồi tất cả phải im thinh thích sau khi họ chứng kiến cầu thủ này đem đến danh hiệu cho Man United. Mọi thời phàn nàn, rèm pha chấm dứt và thay vào đó là những lời tán dương dành cho chữ ký 1,2 triệu bảng. Người đủ tầm khiến những kẻ ganh ghét câm lặng, để rồi thừa nhận tài năng của mình thời điểm đó, không ai khác, chính là Eric Cantona. Cantona được xem là viên gạch đầu tiên giúp Manchester United chạm đến thành công. Trước giai đoạn chân sút, người Pháp trở thành học trò của huấn luyện viên Alex Ferguson. Nửa đỏ thành Manchester đang khủng hoảng toàn tập. Chiến lược gia người Scotland thậm chí đứng trước viễn cảnh bị sa thải do câu lạc bộ trải qua hàng loạt thành tích bết bát. Tuy nhiên, viễn cảnh tồi tệ nhất đã không xảy ra với Ferguson bởi sự xuất hiện của Cantona tại nhà hát. Cựu tuyển thủ Red Bull ngay lập tức vực dậy tập thể Man United đang rượu rã và mở ra chương mới thành công cho đội bóng. Trong 4,5 năm khoác lên mình màu áo đỏ, huyền thoại 56 tuổi giúp Man United xưng vương tại nước Anh 4 lần trong các mùa giải 92-93, 93-94, 95-96 và 96-97. Cần được biết, vào thời gian trước đó, quỷ đỏ thành Manchester chỉ có thể đem về phòng truyền thống 7 danh hiệu. Nhưng trong 4 năm rưỡi cùng Cantona, họ đã vượt qua phân nửa thành tích ấy. Sự góp mặt của cựu cầu thủ Leeds United không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford chạm đến nhiều ngưỡng thiên đường vào lúc ấy, mà đó còn là bệ đỡ vững chắc giúp Manchester United vững chắc như ở thời điểm bây giờ. Ngoài danh hiệu ngoại hạng Anh, Cantona còn cùng câu lạc bộ vô địch FA Cup vào hai mùa giải 93-94, 95-96 cũng như ba siêu cúp nước Anh vào các mùa 93-94 và 96. Làng tú cầu đã có nhiều dịp chứng kiến hàng loạt cầu thủ tài năng, nhưng để sản sinh ra được một ngôi sao đủ để thay đổi lịch sử của một câu lạc bộ giống như Cantona, đó là điều hiếm thấy. Khi ngôi sao trưởng thành từ Auxerre hoàn thành tốt sứ mệnh đó thì cũng là lúc để người hâm mộ ý thức được việc kinh Eric đích thực là cái tên vĩ đại. Sự xuất sắc của cựu tuyển thủ quốc gia Pháp đã được ghi nhận xứng đáng. Ông được liệt kê vào danh sách 100 những số 7 huyền thoại tại Old Trafford lẫn thế giới bóng đá. Hay trong cuốn tự truyện mang tên Leading, Ferguson đã chọn tiền đạo sinh năm 1966 là một trong 4 cái tên đạt đến đẳng cấp thế giới mà bản thân từng dẫn dắt. 3 cầu thủ còn lại là Ryan Giggs, Pascal và Cristiano Ronaldo. Một sự đánh giá cao đến từ nhà cầm quân người Scotland bởi họ có quá nhiều trò xuất chúng. Nhưng điều đó một phần nào chỉ ra Cantona nhận được sự thán phục từ chiến lược gia vĩ đại nhất ở Old Trafford. Liệu trong thế giới bóng đá có bao nhiêu cái tên được hưởng đặc ân ấy? Cách đây 30 năm, chân sút từng có áo đội tuyển quốc gia 45 lần như một vị vua Midas. Chạm tay vào bất cứ điều gì thì điều đó sẽ hóa thành vàng. Khi còn thi đấu cho Leeds United, huyền thoại sân Old Trafford đã giúp cho đội bóng vô địch đấu trường cao nhất nước Anh mùa giải 91-92. Khi Cantona ra đi, Manchester United trở thành nơi tiếp theo nhận lấy vinh quang từ niềm cảm hứng mang tên kinh Eric. Để chỉ rõ tầm vóc nơi người đàn ông 56 tuổi này, Leeds United và Man United ở hai thái cực ngược nhau hoàn toàn. Mất Cantona, Leeds chẳng còn là chính mình, ngập chìm trong bóng tối và chẳng thể tìm thấy lối ra. Ở chiều kia, đội bóng của Ferguson vùng dậy từ đống hỗn độn để rồi khẳng định vị thế số 1 ở xứ sở sương mù. Chỉ một cái tên những đã tác động mạnh mẽ đến tên tuổi của hai đội bóng ở Anh Quốc và lịch sử sang trang từ đó. Nhắc đến Cantona, người hâm mộ sẽ liên tưởng ngay đến một người đàn ông tinh tướng, tỏ vẻ bất cần trong diện mạo của mình, nhưng đương nhiên là một ngôi sao tài năng. Tài năng đó đã được thể hiện khi ông đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình quỷ đỏ ngày ấy. Là một tiền đạo nhưng số 7 huyền thoại này không thích mắc màn trong vòng cấm. Thay vào đó, học trò xuất sắc của Ferguson có xu hướng lùi sâu, trở thành nút công tác triển khai thế trận tấn công cho đội nhà. Tuy vào từng thời điểm, cầu thủ từng chơi bóng tại Leeds ăn sẽ cầm bóng đột phá, kiến tạo hay thậm chí đích thân dứt điểm. Ông sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo toàn diện và biết cách biến bản thân trở thành tâm điểm chính trên sân bóng. Tố chất kỹ thuật, sự lập lỗi trong lối chơi kèm theo tính khí ương ngạnh đã hình thành nên một Cantona độc nhất. Chẳng có bất kỳ một phiên bản sao chép nào. Nếu bạn muốn tìm kiếm một bàn thắng đậm chất Cantona, chẳng thể nào quên được pha lập công ở trận đấu gặp Sunderland vào năm 1996. Nhận bóng từ giữa sân, tiền đạo người Pháp xoay sở khéo léo vượt qua hai đối thủ của mình, rồi bật nhả 1-2 cùng Grant McLaren ngay rìa vòng cấm. Số 7 nhận thấy thủ môn dâng lên quá cao nên thực hiện cú sút bóng cực kỳ tinh tế. Bóng vượt qua tầm với của người gác đền Sunderland và lăn vào lưới. Cả cái đài Old Trafford nổ tung vì bàn thắng kinh điển. Còn ở dưới sân, Cantona thể hiện phong thái lạnh như băng, tỏ vẻ ngạo nghễ khi thực hiện siêu phẩm. Cách danh thủ người Pháp ăn mừng bàn thắng đúng với khí chất của một ông vua ở trên sân. Cái cổ áo dựng đứng đúng style ăn mặc thường ngày kèm theo bộ mặt ương ngạnh đến từ một sát thủ hàng đầu. Do đó trong phút chốc,
mọi ánh nhìn đều hướng về King Eric. Cổ áo cậu ta dựng đứng, lưng thẳng và ưỡn ngực về phía trước. Ketona nước trên mọi sân vận động như thế anh ta sở hữu nó. Điều đó đúng với tất cả mọi sân đấu, nhưng với Old Trafford thì nó càng đặc biệt hơn nữa. Rồi King nói về người đồng đội cũ của mình. Và bên cạnh khả năng chơi bóng trời phú của mình, tổ chức thủ lĩnh trở thành đặc điểm khác tạo nên tên tuổi nơi Ketona. Thời điểm chân sút này đến Old Trafford, cái thứ còn thiếu là sự máu lửa và một người truyền cảm hứng thúc giục toàn đội. Không chỉ giỏi trong việc xỏ giày vào sân, cựu danh thủ nước Pháp còn đóng vai trò thúc đẩy tinh thần cho các đồng đội. Bởi là mẫu người khá gai góc cùng với việc sở hữu cái tôi rất lớn nên Ketona luôn biết cách vượt qua sức ép và trở thành điểm tựa cho mọi người xung quanh. Vào thời khắc đối diện nhiều áp lực, huyền thoại này sẵn sàng đứng đầu với nó để kéo cả tập thể đi lên. Trong sự nghiệp của mình, Ketona chẳng biết sợ hãi điều gì. Với phong thái tinh tướng của mình, một trong những số 7 vĩ đại của Man United luôn cho thấy bản thân vĩ đại hơn bất kỳ ai. Chân sút sinh năm 1966 không hề có khái niệm run rẩy mà thường xuyên được biết bằng một cái vẻ đầy ngạo nghễ. Nhưng ngài Ferguson từng nhận xét về học trò của mình: nếu có một cầu thủ trên thế giới sinh ra dành cho Man United, thì đó chỉ có thể là Ketona. Cậu ta rảo bước, ưỡn ngực và ngẩng đầu lên dò xét một vòng như thể đang nói rằng: ta là Ketona, còn các người là ai, tham vọng như thế nào? Đó là phẩm chất đến từ một ngôi sao cá tính, người là thủ lĩnh ở mọi nơi đặt chân đến. Tuy nhiên, đi kèm với sự thành công, với tính cách bất cần, coi trở bằng vung như thế của King Eric thường xuyên khiến ông gặp rắc rối. Luôn sở hữu cái đầu nóng, Ketona chẳng ngán một cái tên nào. Suốt sự nghiệp, ông luôn gắn liền với các sự kiện đánh nhau khốc liệt và trở thành tâm điểm của trang nhất. Từ các đồng đội cho đến huấn luyện viên, hễ ai cảm thấy không hài lòng, ông sẵn sàng tìm cách gây chiến. Trước khi xây dựng tiếng vang ở xứ sở sương mù, Ketona đã là viên ngọc quý bóng đá Pháp. Ông nổi lên trong màu áo Auxerre năm mùa khi ghi 52 bàn thắng sau 82 trận đấu. Xem kể trong giai đoạn đó, ông có một mùa giải 85-86 thi đấu cho McGee. Đỉnh cao nhất của ông tại quê nhà là đầu quân cho Marseille. Trong 3 mùa giải tại đây, chân sút vĩ đại của Manchester United đã có 2 chức vô địch League ăn mùa giải 88-89 và 90-91. Cũng ở nước Pháp, Ketona với tính khí nóng nảy đã gặp rắc rối rất nhiều vì điều đó. Ông từng chửi thẳng huấn luyện viên của mình ngay trên sóng truyền hình do liên tục ngó lơ ông tại các đợt triệu tập của đội tuyển Pháp. Tiếp theo đó, khi chơi bóng dưới dạng cho mượn trong màu áo của Montpellier, danh thủ huyền thoại này lại ném giày vào đồng đội. Thậm chí cựu tuyển thủ Pháp cũng chẳng hề ngán ngại các trọng tài. Năm 1991 đầu quân cho Neem, ông khiến dư luận bàng hoàng khi ném bóng vào trọng tài. Cho thấy vẻ ngông cuồng của mình, ông chỉ rủ mọi thành viên trong ban kỷ luật đưa ra án phạt treo giò mình liên tiếp vì bị treo giò tận 2 tháng. King Eric treo giày ở độ tuổi 25. Câu chuyện này là chất xúc tác để Ketona sang nước Anh chơi bóng. Sau khi lắng nghe lời khuyên từ trợ lý tuyển Pháp giai đoạn 88-92, chân sút sinh năm 1966 quyết định trở lại. Tài năng thường đi kèm với cái tên, và ở mặt này, số 7 của sân Old Trafford thì chẳng kém bất kỳ ai. Đến nước Anh, trở thành biểu tượng tại đây, nhưng Ketona vẫn thể hiện rõ cái chất tạo nên tiếng tăm của mình. Đương nhiên mang yêu vị tịch thấm nhuần điều đó. Cùng với tuyển thủ của bóng đá Pháp, Quỷ Đỏ phải trải qua giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử, nhưng họ cũng phải nhận lấy một trong những vụ tai tiếng nhất của làng túc cầu. Tháng 1 năm 1995, Man United chạm trán Crystal Palace, Ketona nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo. Ngôi sao người Pháp đang nóng nảy, hăng học vì bị đuổi thì anh bị nhận những lời xúc phạm từ cầu thủ viên Palace. Vừa lúc đang điên tiết lại còn nghe người khác xúc phạm, Ketona lập tức tung cú đá cung phu vào người cổ động viên xấu số này. Hình ảnh đó thực sự làm rung chuyển bóng đá Anh vào thời điểm bây giờ. Ketona nhận án treo giò từ chính Man United và cả liên đoàn bóng đá Anh với thời gian 9 tháng. Ngoài ra, hậu quả của phút bốc đồng đó là ông nhận án tù giam 2 tuần, về sau đổi lại thành 120 giờ lao động công ích. Theo lời Ketona chia sẻ sau này, đó là khoảnh khắc ông yêu thích bậc nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình. Trong suốt sự nghiệp, người đàn ông đã 56 tuổi gặt hái được rất nhiều vinh quang, nhưng đi kèm theo đó là không ít tai tiếng ngoài lề sân cỏ gây bão làng túc cầu. Từ quê nhà cho đến nước Anh, đi đến đâu ông cũng được nhìn nhận là cầu thủ tài năng. Đi kèm theo đó còn là cầu thủ hay gây rắc rối, quả bóng nổ chậm với tất cả các câu lạc bộ. Tuy nhiên, cái thực đó không làm cho ông bớt đi sự vĩ đại mà nó còn giúp người hâm mộ thêm nhớ nhiều về gã đàn ông sở hữu gương mặt bặm trợn này. Bằng tài năng của mình, ông chèo lái đội nhà đến chiến thắng, phúc sinh một Man United đang rơi vào hố sâu trở thành tập thể bất khả chiến bại. Trong bối cảnh nửa đỏ thành Manchester khủng hoảng, họ hiểu rõ bản thân cần tìm kiếm mẫu cầu thủ khác thường để thực hiện những điều phi thường. Ngày ấy, Ketona chẳng khác gì một con người chiến đầy ngang bướng cần một nhà huấn luyện tài năng thuần chủng. Và cuối cùng Alex Ferguson nói riêng cùng Man United nói chung đã thành công với canh bạc ấy. Thay vì lụi bại vì sự ngang tàn nơi cựu tiền đạo Marseille, đoàn quân của Ferguson biết cách tận dụng phẩm chất chơi bóng siêu phàm của Ketona một cách tuyệt đối,
để biến thành thế lực xứ sở sương mù. Phá cực ấy đã thành công, và chỉ với 1,2 triệu bảng, Old Trafford đã có một huyền thoại. Trên hết, 1,2 triệu bảng đó chính là nền tảng giúp câu lạc bộ lớn mạnh như ngày hôm nay. Old Trafford có thể trình làng cho thế giới bóng đá rất nhiều số 7 xuất chúng. Nhưng tuyệt nhiên, nhà hát của những giấc mơ chỉ giới thiệu đúng một vị vua, đó là King Eric Cantona.